đây bạn trai đã chuẩn bị bởi đường xá xa xôi. Mỗi lần đi mỗi lần khó. Bạn ấy nói là chuẩn bị sẵn, nếu mà bấm nút bạn ấy sẽ đem quà ra. Người ta chu toàn tới cái mức mà mình không có tưởng tượng được. Nói đi, nói đi Lâm. Em ơi, cao trầu liên nghĩa phương thê. Mẹ cha đã định em về với anh. Thì hôm nay nhân dịp một cái chương có chương trình kết duyên cho hai đứa mình thì anh có khai trầu và tái câu. Tức là anh sẽ giảm ngõ và con xin phép mời gia đình hai đại diện hai gia đình lên cho con tí được không ạ? Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Rồi em bắt tay anh Linh gãi cho nó hết hồi hộp vậy. Đổi họ ha. Dạ. Rồi, mời đàn gái giới thiệu về mình. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào quý vị khán giả trong trường quay. Và chào anh bên kia. Con tự giới thiệu, con là Đặng Thị Bông. Năm nay con 28 tuổi. Và nghề nghiệp của con là giáo viên mầm non. Và hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi quê của Bông ở đâu? Dạ con là người Quảng Nam nhưng mà ba mẹ chuyển vào trong Đắk Nông sinh sống. Dạ em xin chào chị Hồng Vân ạ. Dạ chào chú Quyền Linh. À anh Quyền Linh. Và chào toàn thể quý vị khán giả. Em là Phan Văn Lâm, năm nay em 28 tuổi. Em là người sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hương Khê, Hà Tĩnh. Dạ, em bây giờ đang bán hàng và quản lý cho một chi nhánh của công ty xăng dầu Bình Phước. Vậy đi xe khỏi đổ xăng ha. Dạ đúng rồi. Em nói sơ về cái ưu điểm và nhược điểm của mình đi. Ưu điểm của con là con biết nấu ăn, sống tự lập và con biết sống tình cảm và biết chia sẻ với mọi người. Con rất là sợ nước tại vì lúc nhỏ đi chơi với bạn xong rồi bạn xô con xuống dưới sông đó. Xong rồi con xém chiếc đuối lên là từ đó con rất là sợ nước. Em ơi em phải sợ đâu. Có anh rồi. Có anh rồi. Đó. Dạ. Em trai em có sợ gì không? Em thì chỉ sợ bạn gái bỏ em giữa đường thôi ạ. Hay á. Em có những ưu điểm gì? Em là một người siêng, chịu khó, sống nhiệt tình và luôn biết chia sẻ, biết quan tâm và biết đặt mình vào vị trí của người đó. Quá hay. Người khác. Cái đặt mình vào vị trí của người khác mới là hay. Dạ đúng rồi. Biết nấu ăn, biết hát hò. Nhược điểm của em thì chỉ mỗi tội là khi nào mà nói chuyện với ai thì thường nói to. To cái nào? Thí dụ giờ em nói nè, ở Bình Phước em trồng cái gì? Em ở Bình Phước em là độc điều không anh? Điều hả? Dạ độc điều. Điều với cao su nhiều lắm. Cao su có trồng tiêu không? Tiêu có. Vậy là tiêu nhưng điều, mà tiêu mình, dạ nhưng bữa nay tiêu mất giá quá rồi. Nó cũng đâu lớn gì lắm đâu. Dạ. Ví dụ như có thằng kia đang hái tiêu lén của em la nó coi. Lúc mà kia em la lớn thôi coi. Thằng này mày gan to vậy sao mày dám hái tiêu của tao? Mày cút khỏi vườn tao ngay. Dạ. Tao có lớn đâu. Nhìn mặt ổng trộm mắt cười quá nó. Dạ. Đứng nó cười luôn á chứ. Có duyên luôn. Đâu em hát thử miếng dân ca Nghệ Tĩnh đi. Dạ. Chỉ đi một cùng nhớ về Hà Tĩnh. Nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng mà quê ta. Những cánh đồng muối trắng, tình sâu mới nghĩa nặng, biển ta lại nhớ rừng, nên chỉ giữa đồng băng mà gió ngàn bay về. Tình ngấm vang sóng vỗ. Hay quá. Hay đó, trời ơi. Nói chung là có cái khiếu ha. Có tật xấu gì không? Em cũng không nhận ra mình có tật xấu gì. Nói chung mình cứ bình bình vậy chứ cũng không đến mức độ tệ. Không có gì xấu đúng không? Có, nhưng mà người khác biết thì em không biết là mình có tật gì. Bạn dễ thương như vậy, vui vẻ như vậy, tại sao bạn lại bị ế? Lúc đang ở quê mà chưa đi vào miền Nam làm ăn thì có yêu một cô. Do lúc đó gia đình em khó khăn quá, là quá nghèo khổ nên em quyết định từ đó em chia tay em vào miền Nam làm ăn đến bây giờ. Vào đây có mối tình nào không? Dạ có một mối tình cũng được 2 năm ở Đồng Nai. Nhưng mà lúc đầu thì bạn gái cũng có lên nhà chơi và bạn gái thấy cái cuộc sống ở trên không được đô hội nên tụi em chia tay đến bây giờ. Còn em thì sao em? Dạ nếu mà nói mà trải qua một mối tình chính thức thì con chưa trải qua một mối tình chính thức nào hết. Chào em gái. Con chào chú Quyền Linh. À, dễ thương mà. Vậy mà không có chàng trai nào. Con không thích cái tính gì của đàn ông? Hút thuốc con không thích. Hút thuốc? Dạ. Con không thích hói. Con thích bạn trai hói. Bên sao Linh? Tình hình ổn không? Cũng ổn, hơi hói hói. Có thuốc không? Dạ không ạ. Có vũ phu không? Dạ không ạ. Có nói nên... nhiều không? Nói thì khi nào lúc nào cần góp ý thì mới nói. Có hói không? Dạ. Thế anh thấy em có hói không? Chứ giờ em chẳng biết em có hói không.
rồi sẽ hối hết. Đó, nó vậy đó. Ta được, tự coi được không? Đó mà coi, coi nhà trai cái. Con chào, em chào chị ạ. Rồi, chào dạ. Cưng. Bây giờ là muốn lấy vợ lắm rồi đúng không? Dạ, em muốn lấy vợ mẹ cũng ngồi nhà hối quá rồi. Và mọi người cũng hối quá rồi. Vậy dạ. Hả? Thế giờ em đã chuẩn bị gì cho cái cuộc sống vợ chồng của mình chưa nè? Thì em làm bên công ty xăng dầu thì cũng công việc nó cũng đã ổn định. Và hai thì nhà cửa em cũng đã có. Ồ, có nhà rồi. Dạ, em đã có nhà và đón mẹ vào được năm này là năm thứ 6. Mẹ em thì giờ đang khỏe thì... bạn gái về mà không thích ở với mẹ cũng được thì lâu lâu về thăm mẹ cũng được, bởi vì sau này muốn được thì em xin bên công ty cho em đón vợ về ở với ở cái xăng luôn. À, hai vợ chồng cùng sẽ sống ở cái nhà công ty phát đúng dạ, không đúng công rồi. Ty phân là có việc dạ. Luôn đúng không có việc luôn có việc luôn. Làm luôn dạ, đúng rồi. Hay quá. Ồ. Tức là bạn gái bảo qua tháng cưới em cũng cưới luôn dạ, hay rồi. Quá có đấy. Chuẩn bị mình có nghĩ là mình sẽ sanh con liền không? Em thấy làm con trai cực lắm anh ạ. Đi kiếm vợ cũng quá trời thôi, em giờ muốn đẻ con gái để làm ông ngoại cho nó sướng thôi. À giờ làm ngoại dạ, sướng hả? Làm ngoại sướng. Nấu cho rồi được nè. Dạ. Bây giờ đi kiếm vợ mà anh gì thấy không? Em đi tận đến Bình Phước về đây để đi kiếm vợ. Xa tội con lắm. Dạ. Rồi thôi để tôi hỏi coi nhà gái tôi nãy giờ nghe thì sao, em nghe tất cả những cái chia sẻ của ảnh thì em thấy sao nè? Dạ con thấy ảnh nói thật, ảnh đã chuẩn bị cho cái... rất là nghiêm túc dạ. Đây là người đàn ông chu toàn, người ta lo hết rồi. Bây giờ hỏi ý kiến gia đình đi, con đi với ai? Dạ hôm nay con đến chương trình với hai bạn thân và 500 chị em đồng nghiệp chung với con. 500 chị em đồng nghiệp luôn rồi. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và đằng nhà trai và toàn thể khách trong trường quay. Em là chị và cũng là đồng nghiệp của em Bông. Thì cái nhìn đầu tiên của chị ấy, thì nhìn em rất là vui vẻ. Dạ. Chất phác thật thà. Nếu mà lên duyên ấy, thì chị rất là mong em là người che chở, chia sẻ cùng Bông. Tại vì Bông thì là cô bé rất là thật thà, tốt bụng. Nhưng mà Bông rất là thiệt thòi vì ba mẹ Bông mất từ hồi Bông còn nhỏ. Nên một mình Bông đã phải cố gắng. Và tự lập từ bé. Được có ngày hôm nay thì Bông rất là cố gắng. Bởi Bông rất là nhút nhát. Thì nhân chương trình đây, chị chúc hai em cho nhau cơ hội để tìm được một nửa của mình. Dạ, xin dạ, hôm nay em đi với ai? Em dạ, hôm nay em đi với bác, với chị là bác là mẹ của giám đốc của em ạ. Dạ, chào bác ạ. Dạ, tôi xin chào hai MC. Dạ, dạ, chào bác. Tôi thì là bác của Năm. Dạ. Mà cũng như là đại diện bên nhà trai. Cháu gái bên đây thì cũng dễ thương. Hoàn cảnh của Lâm á thì Lâm rất là thương mẹ. Yeah. Nhưng mà hôm nay là không dám đưa mẹ đi, bởi vì nếu như mà bên nữ mà không thuận ý á thì sợ mẹ buồn. Đó thành thử nhờ chúng tôi đi để mà tạo cái niềm vui cho cháu. Dạ, yeah. Hay quá. Chào chị Vân. Và chào anh Quyền Linh và chào bên nhà gái. Nói về nhận xét về Lâm á thì Lâm rất là ngoan và cần cù trong công việc. Trách nhiệm lắm. Nhưng mà nay tới đây thì thấy cô bé gái này thì nó nghĩ là mới nói với mẹ nè, chắc đây là duyên của Lâm. Nên chị cũng mong hai đứa là hãy cho nhau một cơ hội để cùng nhau tiến tới. Một ngày nào đó thì chị sẽ được cái mừng cho hai em. Là chị cảm thấy nó rất là vui. Chị vậy thôi đó, có một người chị gái như thế này thì thôi đó. Nếu mà hai... Tất nhiên là sẽ có anh ạ. Tại tất cả các nhân viên trong cơ quan thì nếu mà anh nào lấy vợ thì sẽ được sếp tài trợ hết. Hay quá. Trời ơi. Mở rau. Bắt đầu nó làm nha. Dạ. Anh chào em. Hôm nay hai đứa chúng mình đến đây là cũng có duyên. Hôm nay anh có món quà và đây là bức tranh thêu chữ thập tự tay anh thêu. Đây là bức tranh anh tự thêu trong vòng 1 tháng thì anh cũng mong là tình cảm chúng mình sẽ bền mãi theo thời gian. Và em cũng cho anh một cơ hội để được tìm hiểu em và có một cái kết viên mãn. Dạ em cảm ơn. Anh giỏi quá. Đưa tôi đại diện nhà gái tôi cầm hộ nào. Dạ đây là chậu sen đá mà em rất là thích và tính tự tay em chăm và trồng nó như thế này. Và em mong là anh sẽ thay em chăm sóc nó thật tốt. Và nếu sau này sau chương trình em với anh có duyên thì hai chúng ta sẽ cùng chăm sóc nó. Và anh... và sau này anh sẽ nâng niu cái chậu hoa này giống dạ. Nâng niu em. Dạ em cảm ơn. Quá dữ. Cho anh nắm tay em với anh bớt run.
Dạ. Hôm nay trước mặt mọi người thì em cũng xin hát tặng em một bài hát về tình yêu. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời ra từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại đến, ước nguyện tròn một đời là được mãi mãi thương em. Dạ em cảm ơn. Trời ơi cái bạn này làm hay quá Lâm ơi. Biết theo nữa chứ trời ơi. Ôi Lâm giỏi quá. Tôi nể người đàn ông này đó nha. Em gặp anh rồi thì em cảm nhận anh người thế nào? Dạ em cảm nhận anh là một người rất là chân thật. Anh là con người của gia đình thật sự. Dạ. Đó là nói thật cả bằng cái tấm lòng của anh. Thực sự anh cũng lớn lên cũng nói chung cũng chỉ hơn em là có mẹ thôi. Dạ. Mẹ đẻ anh 3 ngày là mẹ phải đi xin cho anh ăn rồi. Nên anh là một người rất là thương mẹ. Đó là anh nói trước. Sau này lấy em thì tất nhiên tình cảm nó sẽ san đôi ra, nhưng mà anh cũng sẽ hứa sẽ chu toàn, không để cho em buồn mà cũng không để cho mẹ buồn. Dạ. Đó là con người của anh như vậy. Dạ. Dạ thực ra thì mẹ em mất lúc em rất là sớm, nên là em rất là thèm cái cảm giác mà của gia đình. Anh cũng mong em sẽ cho anh cơ hội để được chia sẻ, anh sẽ san bớt mẹ cho em. Dạ. Em hy vọng là nếu mà sau chương trình này em và anh có duyên với nhau thì chúng ta sẽ cùng yêu thương mẹ và cùng chăm sóc bà. Hay quá. Bây giờ cái đường khá xa xôi thế thì mình tính đường hẹn hò thế nào để nuôi dưỡng tình yêu, để chăm sóc tình yêu này? Em thì 10 hoặc là 15 ngày em sẽ xuống một lần. Còn em mà công việc của em nó mắc thì để ngày lễ hoặc gì thì em sẽ cho em về nhà chơi. Thứ nhất để cho ra mắt mẹ. Mẹ biết nhà, biết em biết nhà hoàn cảnh của anh. Đó, thì em cũng anh cũng mong lúc anh xuống thì em cũng tạo điều kiện cho anh được gặp em. Chứ một lần đi xa là cực lắm. Nếu mà khi nào anh sắp xếp được thời gian thì có thể gọi cho em. Thế có ngày em sẽ dắt vợ em lên đây và là khán giả của chương trình này. Rồi, giờ tiến tới. Nắm tay bạn gái, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Nói đi. Tất cả những lời anh nói là xuất phát từ trái tim anh ra. Thì em cứ việc bấm nút đi. Mọi việc cứ tương lai phía trước cứ để anh lo. Dạ em cảm ơn. Trời ơi đáng yêu quá. Trời Lâm ơi hay quá Lâm ơi. Lại đây Lâm ngồi đây. Lâm quá duyên dáng rồi. Rồi. Cưng Bông ơi, không còn đi. Suy nghĩ bấm nữa Bông. Không đi Cưng. Bấm làm đi. Trước, làm rồi. Trước luôn. Còn tùy bạn gái. Rồi xong. Không? 3 2 1. Bấm luôn. Anh ơi, cho em nhờ anh tí là em bưng. Có quà hả? Dạ có quà. Rồi em cứ nắm tay bạn gái để em lo tất cả mọi chuyện xung quanh. Trời ơi Bông, Bông đúng là Bông luôn nè Bông ơi. Tên. Đây bạn trai đã chuẩn bị bởi đường xá xa xôi. Thấy chưa? Mỗi lần đi mỗi lần khó. Bạn ấy nói là chuẩn bị sẵn. Nếu mà bấm nút bạn ấy sẽ đem quà ra. Người ta chu toàn tới cái mức mà mình không có tưởng tượng được. Nói đi, nói đi Lâm. Em ơi, cao trầu nên nghĩa phu thê. Mẹ cha đã định em về với anh. Thì hôm nay nhân dịp một cái có chương trình kết duyên cho hai đứa mình thì anh có khai trầu và trái cau, tức là anh sẽ giảm ngõ và con xin phép mời gia đình hai đại diện hai gia đình lên cho con tí được không ạ? Trời ơi khó luôn. Mời gia đình nàng gái. Đúng ngày hôm nay ngày vui thì đúng là thật sự có mẹ hơn thì hạnh phúc, nhưng mà con cũng không biết thế nào nên con phải tự một mình tự mân mò. Dạ. Em nhận. Dạ em cảm ơn. Trời ơi. À, hôm nay thì cảm ơn chương trình đã tạo một cái niềm vui cho gia đình chúng tôi. Thì rất là xin cảm ơn. Và cũng mong bên nhà gái chấp nhận cái lễ của bên nhà trai chúng tôi để cho hai cháu là dắt nhau đi đến đến cuối con đường. Cuối con đường á. Dạ. Trời ơi. Trời, mọi người, đây là rượu nè, đám cười về trà nè, rồi trầu nè, mình có hút này câu nè, câu nè, trầu nè, bánh nè. Bây giờ trong lòng em nghĩ thế nào, em có thể chia sẻ? Em rất là xúc động. Em mở cái này. Bởi vì Lâm giấu mẹ, cái này là phải tự lo. Đó, thành thử ra không phải. Có những cái gì mà nó chưa được hoàn thiện thì cũng mong. Rồi, chúng ta hãy cùng vỗ tay để chúc mừng cho hai trẻ.
Hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ là ngày rất đẹp. Dạ. Đẹp quá. Chúc cho hai em sẽ sớm về chung một nhà. Dạ, ăn chung một nồi cơm, xài chung một bóp tiền, chăm sóc chung những đứa con, và hãy cùng nhau dắt nhau đến cuối cuộc đời nha. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, thông qua chương trình này, đầu tiên cho con xin cảm ơn ban biên tập của chương trình và hai cô chú MC và tất cả quý vị khán giả. Và con hy vọng là sau chương trình này con và anh có thể tìm hiểu, và nếu mà có duyên thì hai đứa sẽ đi tiến đến xa hơn nữa. Hay quá. Con cảm ơn. Hôm nay tôi vui quá ông mối. Chúc mừng bà mối. Dạ. Ha. Hai đứa giờ vậy là xong thủ tục của đại diện hai gia đình rồi. Bây giờ tới thủ tục của chương trình. Chị ơi, cho em xin phép cho em. Trời ơi. Dạ được. Hả? Dạ được. Mất phấn của người ta luôn rồi đó. Đây là nụ hôn đầu đời đó. Dạ. Như hôm nay thông tin vừa lên được biết là sẽ có một cặp đôi đang rất hạnh phúc với nhau. Đó là cặp đôi là Phan Văn Lâm và cặp Đặng Thị Bông, kết hôn ngày 22 tháng 11. Hôm nay họ đến họ thăm chương trình, đặc biệt là thăm hai mình. Như vậy có nghĩa là có cái chuyện mà gọi là gì đó, đầu cả, heo, cả lễ đầu heo. Trời ơi, vậy là tôi với ông có đầu heo ăn hả? Xin mời. Cái kia tới rồi kìa. Em xin chào anh chị ạ. Dạ, vợ chồng em xin chào hai chị. Dạ. Trời ơi. Cưng quá trời đất. Ôi, không phải đầu heo mà cả một con heo á. Dạ. Trời ơi, cưng quá. Hai đứa là trời ơi, thôi anh đại diện cho bà mối. Anh nhận cái này nha. Dạ. Trời ơi, cưng quá vậy. Rồi hai đứa sao giờ, sau khi mà cưới nhau thì cuộc sống sao nè? Chia sẻ chút xíu với đây, mọi người đi. Bạn này Lâm, bạn này bạn Bông. Cái ngày mà lên đây á, là bạn Lâm á là đem theo tráp trồng cao luôn, sẵn lên luôn. Rồi lên đây giống như hỏi luôn đúng không Lâm? Dạ. Bạn kia bạn Bông ha. Và họ là đám cưới lúc 20 tháng 11. Trời ơi. Đâu chia sẻ nghe ngon quá. Cưới xong sao? Ăn vài. Dạ thì đó. Bây giờ hiện tại hai đứa tụi em cưới nhau thì vợ em vẫn đang làm ở Sài Gòn. Dạ thì chắc qua năm thì mới chuyển về đến Bình Phước được. Vậy dạ. Hả? Dạ. Vẫn cứ cưới gọi là, nhưng mà vẫn ở gọi là yêu xa như vậy luôn á. Dạ, dạ. Thì lúc nào vợ rảnh thì tuần vợ về hoặc là em xuống. Hai vợ chồng thay nhau. Vậy đó. Lâm là ở đâu quên rồi. Dạ em ở Bình Phước ạ. Còn Bông? Dạ con nó dạy ở Sài Gòn. Sài Gòn thấy chưa? Dạ. Cách xa, cũng rất là xa luôn đó. Yêu xa luôn đó. Mà từ lúc mà lên bạn mới hỏi xong thì bao lâu hai em cưới? Dạ là tính ra là gần 8 tháng ạ. Gần 8 tháng thấy chưa? Dạ. Chưa tới 8 tháng là cưới rồi. Dạ. Nè, có tin vui gì chưa? Dạ, dạ, dạ. Cũng được gần 4 tuần rồi. Trời ơi. Wow, trời ơi, chúc mừng, chúc mừng. Trời ơi. Trời ơi, cưng quá hả? Trời đất ơi, chúc mừng luôn nha. Dạ, bữa hôm bữa em cũng không biết đâu. Vợ em bảo anh đi 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 nữa chứ hình như có em bé rồi. Em về em ngạc nhiên em run luôn. Run luôn. Sao mới bảo thiệt đúng là thiệt. Sao cái này đâu giỡn được. Vậy vậy thì cho chắc lại lại nói với mọi người. Xong một rau ở đâu sáng đó mẹ mới nói với mẹ, thì lúc đó sau này thử lại mới chắc chắn mới dám tuyên bố. Này có nghe là mong mong. Cái ngày mình bấm nút rồi đó. Về đó, em có tin rằng em sẽ lấy anh Lâm này không? Dạ, lúc đầu về thì con cũng bình thường, xong rồi qua cách nói chuyện, qua cách ảnh nói chuyện này kia thì thấy anh này là một người rất là chân thành. Dạ. Xong rồi con khi mà ảnh xin là về nhà con chơi, xong quen lúc đó cũng mấy tháng rồi. Lúc đầu con không cho, xong rồi anh chị kêu thôi cho nó về nó chơi đi. Và chiều đó lại lên lại. Xong rồi cho ảnh về, xong rồi khi mà về cách ảnh nói chuyện với gia đình này kia, anh thấy anh này rất là chân thành, mà kiểu ảnh rất là thật thà. Dạ, mà gần gũi lắm. Nhưng mà cái bữa đầu tiên đi chơi là ảnh mời Bông đi đâu? Dạ, bữa đầu tiên ảnh lên đây 11 giờ xong con rủ 11 giờ trưa xong rồi hai đứa vô quán cà phê ngồi từ sáng tới tối, rồi anh đi về. Trời ơi, đất ơi, vậy đó hả? Dạ. Vô quán cà phê ngồi suốt vậy đó hả? Dạ, chả dù đi đâu chả đi, bắt chả cho em đi đâu hết. Có dù đi không? Không. Có đề xuất đi đâu không? Em bảo là đi chơi siêu thị hay gì không đi. Bắt em nằm ở quán cà phê máy lạnh hoài. Tại lúc đó mới quen nữa mà trời Sài Gòn nó nắng lắm, xong kia thôi
ngồi uống cà phê xong rồi ăn trưa xong ngồi hoài tới 6 giờ tối xong rồi anh bắt xe đi về Bình Phước. Nó nghe là bữa lần dạ. Có được cho hôn nhiều. Không, sau này sau khi đi chụp ảnh cưới mới cho hôn. Nghĩa là mấy tháng sau, 8 tháng sau mới cho hôn à? Dạ gần cưới mới cho nó luôn, mới cho ôm mới hôn. Nhưng mà thôi, bữa ở đây là đã được má một lần rồi. Nhưng mà vợ em bảo đấy, trước sau gì của anh đi từ từ đi, chịu khó đi. Vậy hả? Bữa anh còn nhớ là Lâm tặng cho Bông cái bức tranh gì đúng không? Dạ, bức tranh đó em thiêu một tháng. Nó thiêu một tháng luôn á để tặng cho Bông đó. Dạ. Rồi Bông có giữ gì bức tranh không hay là bức vợ em về không có ai khoan tường nên là không ai khoan lên tường cho để úp quay đồng hồ quay vào trong. Xong em ôm em bảo sao không treo lên không ai quay cả. Còn bữa đó vợ em tặng cho em chậu sen đá thì em chăm nó ra bông được rồi, nó ra hai cái bông luôn. Nhưng mà biết sao do em để hai chai nước muối không biết rồi đứa em của em nó tưới lên thì chết quèo. Trời ơi, tưới nước muối ông nội ơi. Nước muối quà mà thẳng trên đây nó cũng quan trọng với nhau người ha. Nên khi sau này em đâu dám nói, nhiều lúc gọi điện video hỏi cho xem cây thì bảo anh đang đi cùng anh đang đưa về ngoài nhà rồi. Sau này cưới xong rồi mới dám khai chết quèo. Chứ lúc đó tỷ dụ mà em biết mà Lâm làm mà chết cái cây sen đá, liệu là em có nổi điên em bỏ không? Lúc đó con hỏi là cây sen đá đâu cho em coi, xong kêu là anh phơi anh để ngoài đó cho nó tươi. Thời gian sau này xong hỏi em mới kêu là một phút nó tưới nước muối sen đá chết rồi. Con buồn mấy ngày luôn, giận luôn á. Trước anh nhớ có sếp á, sếp có ngồi coi giống như vậy nè. Dạ. Sếp hứa tài trợ gì đó, có sếp không? Dạ có ạ. Có không? Dạ có. Tài trợ đúng không? Sếp thì do cái dịch Covid, sếp bảo là do cái dịch Covid thì nên tài trợ ít lại. Đúng rồi, do kinh tế Covid khó khăn á. Cũng được tài trợ. Vâng, mà cũng không mấy bàn. Cũng được 10 bàn. Trời ơi, ngon rồi. Trời ơi. Vậy là sếp hứa đúng rồi. Sếp tài trợ 10 bàn, mình mời mười mấy 20 bàn nữa. Đúng rồi. Mà... Dạ, con làm 24 bàn ạ. Thì hay quá trời đất luôn nha. Nói thật á nha, là bữa đó khi mà bấm nút xong rồi đó, anh có xuống dưới anh ngồi nói với bộ phận biên tập cái đó, hai này nhìn ánh mắt nó chắc cưới nhau sớm. Dạ. Nhưng mà sau 4-5 tháng chưa nghe gì hết trơn á, nó chắc nó xa nhau rồi, ai về. Cuối cùng nhận được tin là hai đứa lấy nhau, thật sự là chương trình rất là vui, rất là hạnh phúc luôn. Cái ngày mà Lâm gọi là nói cưới Bông đó là ngày nào vậy? Dạ đó là đầu tháng 11. Anh mới kêu là cho mẹ lên nhà để nói chuyện với người lớn. Dạ xong rồi con kêu thôi cũng lên người lớn nói chuyện rồi bàn ngày cưới luôn. Tại mẹ bạn luôn vậy đó hả? Dạ tại mẹ cũng nói mẹ cũng lớn tuổi rồi. Rồi hàng xóm bà con coi chương trình có nói gì không? Dạ có. Anh nói sao? Dạ em nói chung là em là nổi tiếng cả ngoài miền Bắc và miền Trung luôn. Điện ở Hà Nội salon tóc luôn à, điện con điện cho em. Điện thoại cả đêm cho em luôn. Nổi tiếng luôn ha. Dạ, nổi tiếng rồi. Lâm cái cặp này là cũng hot lắm, nó đáng yêu lắm. Hot mà. Dạ. Sao cái con heo này còn hot nữa. Bắc Chi Nam điện cho em quá trời luôn. Giai đoạn lúc mà mới phát lên truyền hình. À vậy. Bây giờ nè. Em này, thấy người ta cười, thấy người ta cho em này, em ngoảnh mặt em đi. Bởi vì em ngại quá. Bây giờ cái yêu xa rồi, mình lấy nhau rồi. Bây giờ mình có gọi là một thiên thần nhỏ trong bụng rồi, 4 tuần rồi. Rồi cái khoảng cách yêu xa nó còn không? Em thì tình yêu dành cho vợ thì kể cả sau này và mãi mãi thì là giống như lúc đang yêu thôi. Em thương vợ em lắm. Nhiều lúc vợ mà đi làm về vẫn có gì thấy ngăn là em, như lúc em không ngủ được luôn, nó sốt ruột lắm. Nhưng mà qua năm là về chung một nhà rồi mà đúng không? Dạ qua năm là em qua năm là đón về Bình Phước rồi. Giờ chưa vẫn còn ở xa vậy đúng không? Vẫn còn ở xa, bạn này ở Thành phố Hồ Chí Minh, bạn kia rồi hai bạn rồi giao tiếp qua cái Zalo rồi mạng xã hội đó hả? Vâng. Có bao giờ nhớ vợ khóc không? Có chứ anh. Có chứ, em khóc với vợ là bình thường. À vậy. Vâng. Bởi vì thực tế em cũng thật sự là nói khi mà em lấy vợ em á là em nhiều lúc em nghĩ đấy, đúng thật sự là ông trời xe duyên cho em. Nên em trân trọng vợ em, làm thương lắm. Nhiều lúc đi làm về, nhiều lúc em nấu món gì ăn, nhìn thấy thức ăn em còn thương luôn đó. Trời ơi. Mỗi lần mà ở nhà ảnh với mẹ nấu đồ ăn ngon á là chụp hình lên à? Chụp hình gửi, trời ơi giờ mẹ nói giờ con không có ăn nó buồn.
Khi nào mẹ cũng gọi điện mà nói con gái cuối tuần có về không, về ăn cơm với mẹ. Hai đứa thương quá à. Dạ, có giờ hai đứa hạnh phúc và nhớ anh với chị Hồng Vân không? Dạ có. Coi như mẹ em thì mẹ em suốt ngày cứ mở cái tập của tụi em để xem cô Hồng Vân với chú Quỳnh Linh. Trời ơi, hai đứa mà đang có em bé mà yêu như vậy này, nếu là anh trai thì sẽ giống bố ý đạn. Mẹ mà nếu mà con gái thì sẽ giống mẹ ý đạn. Mẹ em mọi người hàng xóm bảo mày ghét của nào thì tao của đó à. Anh nói là con gái là của anh. Anh dành hết, anh dành đặt tên này kia, anh nói con gái là của anh. Đặt tên luôn đó hả? Anh nói là nếu mà con gái là anh dành hết. Còn trai mẹ muốn xử sao mẹ xử. Em thích con gái rồi. Em thích con gái luôn. Anh nói thích con gái. Thôi gái ai cũng được, miễn con của mình là được rồi ha. Bây giờ nè, coi như hai đứa hôm nay là tới đây để bấm nút đi. Dạ. Rồi. Coi như bấm nút rồi đi. Dạ. Bây giờ coi như mình đặt nụ hôn đầu tiên với người mình. Lên nữa hả? Nó khác cái nụ hôn bữa dạ. Đầu với bữa nay thế nào? Dạ em hôn giờ không, giờ để vợ không, bây giờ vợ em hôn, giờ phải để vợ em hôn em đi. Chứ giờ em hôn thì nó khác cái nụ hôn. Cái ngày đầu tiên cái nụ hôn. Nó giận nữa thêm. Còn như thế nào? Dạ ai hôn? Trời ơi. Nè, ta không bóp cái mỏ gì vậy, bóp bằng bóp xuống vậy. Thì dễ thương lắm, bữa hôn trời mắc cỡ hai đứa rung luôn vậy đó. Mà giờ cái vừa nó hôn cái bóp cái mỏ thôi liền. Cưng quá trời quá. Bữa này còn dễ ăn là cái bữa mà lúc mà đầu tiên hôn đầu tiên không cho luôn. Năn nỉ cái nửa buổi sáng á. Ủa vậy đó? Và mới cho hôn á. Quá trời quá đất không. Dạ. Thôi bây giờ là nè. Chương trình rất là hạnh phúc khi có những cặp đến đây để trả lễ. Cũng không cần trả lễ đâu, chỉ cần nhắn tin gửi một cái tin nào đó là tụi anh hạnh phúc lắm rồi. Chúc hai em sẽ mãi mãi hạnh phúc. Chúc cho mẹ tròn con vuông. Chúc cho gia đình tất cả mọi điều tốt đẹp nhất. Thông qua cái buổi trả lễ hôm nay của hai vợ chồng em thì trước hết em xin chân thành cảm ơn ban biên tập chương trình đã tạo điều kiện cho chúng em có được cái cuộc sống ngày hôm nay, và xin cảm ơn anh chị MC dẫn chương trình rất là dễ thương và anh Quỳnh Linh đẹp trai. Lòng người đẹp trai mừng quá. Sang một năm mới thì mọi người dồi dào sức khỏe, rồi nói chung là chương trình phát triển hơn để có nhiều cặp hay hơn hai vợ chồng em nữa. Hạnh phúc như vợ chồng em nữa. Thì khi nào anh Quỳnh Linh với chị Hồng Vân có tin vui thì nhớ báo cho vợ chồng em với, để vợ em có dịp dự để mà thăm nhà của hai anh chị. Khi nào mà chị Vân chỉ nói chị 4-5 tuần vậy đó là chị báo cho em. Cũng được. Ta đang nói tin vui là con ông lấy chồng, con tôi là lấy vợ đó. Biết đâu tôi với ông làm xui không chừng. Em không biết đâu, tôi có đứa nữa thì sao, tôi cũng có. Có luôn hả? Thí dụ sao? Ôi, biết đâu còn có đứa nữa thì sao? Không có, tôi khẳng định luôn. Thôi nói chơi thôi. Thật chất là hôm nay tụi anh rất là hạnh phúc khi mà đón chào tụi em tại sân chơi bằng với họ này. Cho gửi lời thăm gia đình hai họ nha. Mong rằng hai đứa sớm về chung một nhà, ở cách xa nhau nó buồn lắm nha. Tranh thủ nha. Một năm mới an khang thịnh vượng, thành công, hạnh phúc và tất cả mọi điều may mắn yên bình nhất nha. Rồi. Cảm ơn hai đứa. Cho em cho em ôm anh Quỳnh Linh cái. Trời ơi. Nào. Vợ ôm cô Hồng Vân chị. Trời ơi, thương quá à. Nào, bữa nào đó mẹ tròn con vuông rồi đó. Thiên thần ra đời đó. Ổng bé lên đây nha. Đúng rồi, năm nữa chứ mấy. Năm nữa thôi. Tháng 7 năm sau. Coi như là từ đây cuối năm đi. Cái hôm nào xong rồi đó. Thiên thần ra đời rồi ổng bé lên đây nha. Để chào ông nội bà ngoại đi. Ông nội bà ngoại. Rồi. Bữa hôm đám cưới ai cũng mong anh chị bận quá. Tụi này quay từ sáng trưa chiều tối, với lại là chị Vân cũng lịch cả nước luôn. Anh Linh cũng là lịch, tôi nói sáng nam chiều bắc trưa miền trung, thành ra không có thể đi được. Xin lỗi cả nhà nha. Thôi. Cảm ơn mọi buổi gặp ngày hôm nay tuyệt vời lắm. Chúng ta sẽ nhớ mãi giây phút này, nhớ mãi những hình ảnh thế này, nhớ mãi sự hạnh phúc này, và hy vọng rằng sự hạnh phúc này sẽ lan tỏa tất cả những cặp đôi trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn. Chúc mừng. Chào mừng. Chúc mừng.
Đây này. Dạ, con xin phép ạ. Dạ. Nắm tay bà xã. Đỡ vợ xuống nha. Đi từ từ nha. Nhẹ nhàng thôi nha. Em đi trước đi. Lâm với bông, lâm bông. Dạ, xuống từ từ thôi. Đừng quá trời quá xá. Nêm ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Dạ, lần đầu tiên cho tôi xin được phép là chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả trong chương trình hôm nay. Em tên là Nguyễn Quốc Tấn, năm nay 24 tuổi, hiện đang công tác tại Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 Quân khu 4, Bỏ quân đoàn 4. Em đến từ Đà Lạt, Lâm Đồng. Tấn hả? Tấn 24 tuổi, đang đang ở Lâm Đồng nha. Tấn ơi, sao ngồi bên đây mà nghe Tấn thở hổn hển bên đó vậy? Anh Linh có làm gì Tấn không? Hả? Chắc Tấn đi từ Đà Lạt đây đi bộ tới đây mệt thở dữ vậy hả? Sao thấy mà nhịp thở gấp gáp quá vậy trời? Nói chung là lần đầu tiên tiếp xúc với đông người này Tấn không có quen đúng không Tấn? Vậy hả? Tấn bị hồi hộp đúng không? Rồi bây giờ mình nè, giờ bên nhà gái mình nè, dạng dĩ lên là có hồi hộp không nè? Dạ có. Có hả? Rồi thôi cưng tự giới thiệu về mình đi nào. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Hiền Linh, anh Minh Cảnh và toàn thể quý vị khán giả. Con tên là Ngọc Trâm, năm nay con 22 tuổi. Hiện tại con đang sinh sống tại Bình Dương ạ. Con sống ở Bình Dương? Dạ. Trời ơi, nhỏ quá, một đứa 22, đứa 24. Trẻ măng luôn vậy đó. Hả, cái gì? Trẻ quá trẻ luôn. Bên đó thì thở quá thở, bên đây bẻ muốn loại cái tay luôn nè, cũng hồi hộp lắm rồi. Nói chung hai đứa nhỏ nó cũng đang lo lắng ha. Bây giờ nói mình thở là... thoải mái lên nào Tấn ha. Tấn có những cái ưu điểm gì giới thiệu mọi người nghe đi. Dạ, con thì có khá nhiều ưu điểm. Nhưng khá con nhiều. Nghĩ là một từ tóm gọn được tất cả ưu điểm của con là con là một quân nhân. Quân nhân hả? Dạ, nó tóm gọn được ưu điểm của con. Vì một cái quân nhân con thấy con được cái ưu điểm là phẩm chất đạo đức và chính trị của con là đã được kiểm duyệt. Đúng rồi. Sức khỏe của con thì cũng đã được quân đội rèn luyện qua. Được, con cũng không hút thuốc, uống rượu. Và tất nhiên là một người quân nhân thì phải có những cái tài lẻ nhất định. Như con cũng thích hát. Chính xác. Chơi các loại nhạc cụ. Và con cũng biết chụp hình. Thể thao cũng tốt nữa ha. Dạ. Có khuyết điểm gì không Tấn? Dạ, con cũng có cũng tương đối nhiều khuyết điểm. Thí dụ? Ví dụ như là con bị là nhát gái. Nhát gái? Cái đó không phải khuyết điểm. Cái đó dễ thương á. Nhiều cô gái mới thấy mấy nhà trai nhát gái là cổ còn khoái nữa. Gặp mấy bạn nữ con hay bị rung hả? Dạ. Chưa gặp mà rung vậy rồi. Đó, khuyết điểm nhát gái vậy thôi, còn ưu điểm là quân nhân. Tôi nói thiệt luôn nha, nãy giờ tôi đàn gái nè, tôi với bạn gái bên đây là không nghe một cái gì luôn á, coi như là hai người ngóng ngóng qua bên kia mà thực sự mà nói muốn gãy cái ghế luôn á, té ghế luôn mà không nghe được. Hả? Bên đây là ưu điểm là quân nhân có đầy đủ những ưu điểm, những cái phẩm chất đó là kiên cường bất khuất ha, rồi á là gọi là gì kỷ cương rồi kiên định rồi nói chung là đầy đủ hết trơn á, không phải lo gì hết, không uống thuốc không uống rượu gì hết luôn, coi như là toàn ưu điểm thôi phải không? Ưu điểm không? Không có khuyết điểm luôn đúng không? Có khuyết điểm là hơi nhát gái thôi. Hơi nhát gái thôi. Rồi bên phe ta con nói lớn lên được. Dạ, ưu điểm của con là vui vẻ hòa đồng dễ bắt chuyện. Ngoài ra thì có biết được một học em con chuyên ngành là tiểu học á, mà con biết mỗi thứ một chút như là hát, nấu ăn, múa, thêu, đánh đàn con cũng biết. Nhưng mà mỗi là công dung ngôn hạnh đủ cả. Nhưng mà mỗi thứ con biết chút không giỏi. Thôi vậy là quá nhiều rồi. Dạ. Thực sự trong cái thời điểm hiện đại này thì những người phụ nữ mà biết tất cả những cái mà như con vừa nói á là cũng không có nhiều đâu nha. Dạ. Rồi ngoài ra thì con có khuyết điểm gì không? Dạ. Xấu ăn xấu ngủ. Xấu ăn xấu ngủ hả? Dạ. Con có bị nhát giống như bạn bên kia không? Nhát hả? Chứ con chỉ nhát lúc đầu thôi. Dạ, đúng rồi. Dạ. Còn ủa xấu ăn xấu ngủ là sao? Dạ, xấu ăn có nghĩa là con thì thường hay bỏ cử, nhưng mà ăn thì ăn lắt nhắt hết chứ. Rồi xấu ngủ là mỗi lần con ngủ vậy con hơi ghét, con đạp người ghê lắm. Ba mẹ con không ai dám ngủ con hết. À vậy đó hả? Con đạp người hả? Dạ. Ồ vậy hả? Dạ. Tức là trong giấc mơ á, là con mơ rồi con mới đạp hay là con không mộng mị gì con vẫn đạp như thường? Dạ đúng rồi. Tại vì con hay ngủ với gối ôm. Thì con gối ôm là đâu phải người đâu nên con đạp riết con quen luôn. Ồ vậy đó hả? Dạ. Vậy là mệt rồi đó. Tấn nữa mai mốt về ngủ là bị đạp dữ lắm á. Thôi không sao, nó dễ thương mà. Này chắc dễ thương gì? Đạp người mà dễ thương gì? Ta đạp trong giấc ngủ thôi mà. Cái gì?
ta đạp trong giấc ngủ thôi mà, dễ thương. Trong giấc ngủ lỡ bây giờ có chồng rồi mình đạp chồng rồi sao? Đâu có sao, đúng còn không? Cái người ta không ngủ mà ta vẫn đạp. Mắc cười quá, bây giờ mình phải tính là lý do tại sao lại như vậy. Có nghĩa là nhiều khi con bị ức chế một cái gì đó ban ngày. Đó, ví dụ tại vì cô giáo mầm non đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, nhiều khi cô giáo mầm non nhiều khi mệt mỏi quá, nhiều khi bực bội quá mình cũng đâu thể nào mà gọi là bạo lực để mình xả ra được đúng không? Mình cứ phải nhịn hết. Dạ. Thế là tối con xả. Cô đã hiểu rồi. Chào cưng. Thưa cô. Nghe sợ không? Tối ngủ đạp văng xuống đất. Chuyện đó xảy ra thường xuyên, cưng có sợ không? Nghe cũng sợ cô ạ. Sợ hả? Gì đâu sợ, đạp chân gì đâu sợ. Cái bệnh này chữa được, cô chỉ cho. Tại vì bạn đi dạy nhiều á, hiểu không? Rồi lúc nào bạn cũng phải gọi là kềm hãm rồi cái bản năng của mình lại. Nóng giận bạn cũng không bao giờ mà bộc lộ ra. Thì thành ra là tối về nó đi vào trong cái giấc mơ. Thì bây giờ khi mà có con rồi thì con cố gắng con giải tỏa tất cả những cái điều đó cho bạn lúc còn thức. Con hiểu không? Đó là khi bạn xả ra hết rồi là buổi tối bạn vui vẻ, bạn yêu đời vậy đó con. Không sao cô, con sợ thôi nhưng con cũng khỏe lắm. Chịu con được. Cũng khỏe, con chịu được đúng không? Cưng ghê không? Đó, bởi vì chú bộ đội đáng yêu là chỗ đó đó, chịu đựng hết á. Sao nè, cưng có mấy mối tình rồi? Dạ, con trải qua được một mối tình. Một mối tình, trước quân ngũ hay là khi vào quân ngũ? Dạ, vào quân ngũ rồi. Vào quân ngũ mới có, là được mấy năm? Dạ, con được 1.5 năm. Quen được 1.5 năm, dạ. Rồi xong rồi chia tay lâu chưa? Dạ, con chia tay chắc được 3 năm rồi. 3 năm rồi, lý do con chia tay vậy? Dạ, tại vì trong môi trường đặc thù nên con không quan tâm chăm sóc được, cho nên là mọi người mới ngã. Con không có thời gian chăm sóc nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Cô bạn đó là ở ngoài chứ không phải là trong quân ngũ như con hả? Dạ, cô bạn đó ở ngoài. Vậy đó hả? Là lý do là không có thời gian nhiều. Con nghe vậy con thấy sao? Dạ thì bình thường thì quân đội cũng hay không có thời gian. Tự bản thân mình cố gắng, cả hai bên cũng cố gắng thôi à. Khi mình xác định là mình đã yêu bộ đội là mình phải hiểu được cái điều đó, điều dạ. Đó điều cơ bản đó. Dạ. Đó, không thể nào có những thời gian như người bình thường được đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là con yên tâm, bạn hiểu rồi, bạn mới đến đây gặp con nè nha. Sao? Qua đây coi nhà gái tôi chứ sao? Nhà trai tôi cũng đẹp trai lắm mà. Ủa tôi có chê đâu, tôi chê hồi nào vậy? Để tôi coi. Nè, lấy chồng bộ đội á, là được cái hay nè. Không có thời gian thì không phải lo gì hết á. Không phải sợ đi cô gái ngoài nè. Không phải sợ ăn chơi nhậu nhẹt nè, không có sợ gì trơn á. Lấy chồng bộ đội á. Dạ, 22 tuổi đó. Trời, dễ thương quá. 22 tuổi cô giáo tiểu cô giáo mầm non. Vậy đó. Là đúng rồi, cô giáo lấy chồng bộ đội là được rồi. Dạ. Mai mốt mà con cái để giao cô giáo lo ha. Con nói về tình yêu của mình cho bên đàn trai nghe đi. Dạ thì con cũng trải qua cũng một mối tình thôi ạ. Một mối. Dạ, bao lâu? Dạ 1 năm. 1 năm. Quen hồi năm 3 đại học. Dạ. Mối tình đầu ha. Dạ mối tình đầu. Vậy con còn trẻ quá mà. Quen được bao lâu? Chia tay bao dạ, lâu rồi? Năm chia tay bao lâu? Dạ chia tay được 1 năm rồi. Năm rồi hả? Dạ. Ơi bây giờ thì con muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ bạn đó phải cao hơn con xíu, tại con cũng hơi cao á. Con cao nhiêu? 1m65. Sao mấy con? Còn 68. 68 cao hơn được 3 phân. Cũng có. Trời, cao hơn. Con yên tâm đi. Dạ. Đây nè, cô 1m67 nè. Nhưng mà may mắn ông mối ông cũng nhỉnh nhỉnh hơn cô được một chút. Dạ. Bình thường ông đi giày độn ông cao hơn rất là nhiều luôn á. Rồi con thích đàn ông sao nữa? Vũ phu. Vũ phu. Dạ, gia trưởng nữa. Bộ đội thì không có chuyện đó đâu. Dạ ngoài ra mình cũng hỏi cho chắc ăn đi. Con có vũ phu không? Nghĩ sao bộ đội vũ phu. Con có gia trưởng không? Có đâu. Dạ không. Không. Chú dạ. Khẳng định là không, không là con yên tâm rồi. Con muốn một mẫu hình lý tưởng nào mà con có thể hướng tới? Gọn gàng sạch sẽ là được rồi. Không có một em con không có mẫu hình lý tưởng. Con muốn đẹp trai không? Con dạ đòi không. Hỏi phải đẹp trai không? Dạ không. Không. Dạ. Đòi hỏi là có duyên không? Có duyên, dạ có, tại vì con thích một người hài hước một xíu. Hài hước. Dạ. Mà duyên dáng giống dạ. Chú Quyền Linh vậy đó phải không? Dạ. Có điều kia hơi lầy hơi lố chút xíu thôi nhưng mà vẫn có duyên. Dạ. Cảm ơn à. Rồi bây giờ này nè. Bây giờ là chú xem hỏi ý kiến người thân coi làm sao. Dạ. Vì vậy bên đây người ta chưa nói chưa ước mơ hả? Ước mơ của người ta để tôi hỏi chứ. Hỏi đi. Hỏi bên đàn trai chứ. Đó bây giờ con nghe những gì mà bạn bên đây nói á, thì là con thấy mình có khoảng bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ con thấy con chắc 100% rồi. Trời ơi. Không có ho, không có gì ho trơn, bình thường. Người ta đáp ứng nhu cầu bình thường, không có gì ho trơn á. Đàn trai người ta có quyền tự tin điều đó. Ủa
tôi ho gì vui mừng được không? Ủa mắc cười quá, vui mừng mà ho. Ủa nhiều khi vui mừng sặc nước miếng cũng ho à, ngộ lắm. Lạ. Ủa Linh chưa có cái cảm xúc đó ư? Thằng trai tôi dễ thương lắm, dễ cưng lắm á. Ừ. Hiền lành, nhút nhát. Nói nghe nè con hình dung về cái mẫu bạn gái của con á, ở bên hàng rào bên đây nè, cái cô bạn này nè, cổ là người như thế nào? Dạ theo con hình dung thì chắc bạn nữ bên kia là người cũng dễ thương, hoạt bát, nói chung là con nghĩ là sẽ là giống cái mẫu người con gái mà con đang nghĩ trong đầu không? Có phải không? Vậy là con thích con gái tóc ngắn hay tóc dài? Dạ thực ra thì con cái đó không quan trọng. Con không quan trọng rồi, con thích da trắng hay da nâu? Dạ thì màu, nói chung con da con đen quá rồi cho nên là bạn nữ thế nào cũng trắng hơn con nữa. Con yên tâm, chắc chắn là người này trắng hơn con rồi ha. Trắng hơn con là được. Trắng hơn con là được rồi. Vậy là con thích người phụ nữ ốm hay mập? Dạ, mập vừa dễ nhìn là được. Vừa dễ nhìn là được rồi ha. Ok, vậy là con cầu được ước thó đó. Cận xíu được không? Con có cảm tình với người đeo kính cận. Wow, như vậy là điều ước của con sẽ thành hiện thực. Được rồi, tôi thấy đàn trai với đàn gái cũng ổn định rồi đó. Bây giờ mình cho người thân gặp mà ý kiến đi ha. Ok. Bạn gái thì với ai vậy? Dạ con đi với mẹ với gì ạ? Bạn Rồi, xin mời nhà gái. Mẹ ha. Trời ơi, con gái giống mẹ quá trời luôn à. Chào anh Hoàng Linh và chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay và chào bên nhà trai. Theo mẹ thấy thì cái cậu này cũng hiền, mẹ thấy cũng được. Thì ăn thua theo ý của con thì hai con cho nhau một cơ hội. Chừng nào mẹ cho con gái lấy chồng? Còn bao nhiêu năm nữa? Tùy thích rồi con à. Ví dụ năm sau được không? Được không? Được. Được hết trời ơi. Tùy con mà, tùy con ha. Mà. Rồi, cảm ơn thằng gái. Em trai, con đi với ai? Dạ, hôm nay con đi với thủ trưởng và mẹ và bạn. Rồi, xin mời thủ trưởng. Là hôm nay đi với thủ trưởng thôi, không có đi với gia đình. Có gia đình nữa. Rồi, thủ trưởng đâu, mẹ đâu? Dạ mẹ con ngồi kia. Mẹ mặc áo dài đẹp đó. Mời thủ trưởng. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Yêu thương. Tôi Lê Trọng Khánh, Phó Chính ủy Trung đoàn, là thủ trưởng của em Tấn. Nói chung là hôm nay là đại diện cho chỉ huy đơn vị đi theo cái chương trình bạn muốn hẹn hò của hai MC. Thì tôi thấy là rất là vui. Và đặc biệt là xin giới thiệu với gia đình gái và em gái ở đây là em Tấn, là người rất dễ thương, quê là Đà Lạt, Lâm Đồng. Và đặc biệt là bố của đồng chí Tấn là đại tá quân đội nhân dân Việt Nam. Và đồng chí Tấn là cũng là người rất là tốt. Đặc biệt là 2 năm ra trường vừa rồi, đồng chí Tấn là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và tôi nghĩ rằng á, là có một câu nói là bộ đội mà lấy giáo viên, gia đình hạnh phúc, sự điên cả người. Đấy. Chúc hai em là nhiều sức khỏe và đạt được theo cái mong muốn của mình. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn thủ trưởng. Mời mẹ đi, hôm nay thủ trưởng, hôm nay được mùa quá thủ trưởng, gã ai là trúng đó. Thủ trưởng duyên dáng ghê á. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Tôi tên là Hoàng Thị Phương Thảo, đến từ Đức Trọng, Lâm Đồng, là mẹ của đồng chí Nguyễn Quốc Tấn. Cảm nhận ban đầu của tôi về bạn gái này thì bạn gái rất là xinh đẹp, thùy mị, thân thiện. Còn với bản thân tôi thì tôi tin vào duyên số, nếu mà hai con có duyên sẽ đến được với nhau. Và nhất là nếu là con á, mà có duyên với Tấn á, thì cô hy vọng là con sẽ là một người phụ nữ dũng cảm này, bản lĩnh này, kiên cường này. Hơn cả đồng chí Tấn nữa. Làm vợ người lính phải cần những đức tính đó thì mới được á con. Là phải giống cô là cô cũng là vợ của người lính ha. Đó. Rồi cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ chúng ta mở rào, mở rào cho hai bên gặp mặt.
quay ra xíu. Dạ. Bắt đầu đi Tấn. Dạ. Dạ cho em một lời anh. Cái này anh coi chừng rớt. Cái này nó có ở dưới. Dạ có không? Đây đưa bà gấu đây cô cầm cho. Con. Dạ. Đưa bà gấu đây cô cầm cho. Dạ rồi con gửi. Rồi dạ. Tặng cái gì đó Tấn? Dạ con hôm nay thì cũng gửi đến bằng được món quà mặt mặt đầu tiên là một con gấu bông. Dạ. Con gấu này thì con cũng mới mang từ nhà lên. Sự là đến chương trình là rất muốn mong là lấy con gấu bông đó đổi lấy một gấu lớn hơn mang về. À, còn món quà của con? Dạ con món quà đi. Dạ món quà của con là con tự tay thêu ạ. Thêu là một chú bộ đội với lại một cô bé. Tuy là có hình trái tim ở giữa, có nghĩa là tuy mà xa nhau thì xa mặt nhưng mà không cách lòng mà. Dạ mong là anh thích món quà đó. Rất thích. Dạ con. Rất đẹp. Mai mốt về thêm cái chữ Tấn với lại tên bé tên gì của cô quên. Dạ tên Trâm à. Tấn với Trâm vô. Dạ. Đâu, đưa chú coi nào. Thiếu hai cái chữ. Trời dễ thương quá. Hình Tấn dễ tròn quay luôn ha. Cưng dễ sợ luôn. Rồi Tấn với lại Trâm. Đó. Dạ. Để đây. Mai mốt về mình trưng trong nhà ha. Đó, đẹp quá. Rồi hai đứa trò chuyện đi. Dạ chào anh. Dạ, anh cảm thấy em thế nào? Anh cảm thấy em là rất là dễ thương. Và dạ. Cách nói chuyện cũng như gặp mặt thì em thấy em là một người rất hoạt bát. Dạ. Và vui tính. Dạ. Thì cảm thấy là rất thích chỗ này, nó có rung rinh. Dạ, em có biết là trong quân đội là thường thì sẽ không có thời gian nhiều. Em muốn hỏi anh là nếu mà mình quen nhau thì anh sẽ dành thời gian em cho em như thế nào ấy? Thì mình cũng nói rồi đó, mình quen nhanh thì có những ưu điểm cũng có một hạn chế nữa. Thì cái hạn chế lớn nhất của mình đó là tình yêu mình dành cho nhiều nhất là yêu đất nước. Cho nên là ngoại trừ thời gian dành cho đất nước thì tất cả thời gian lại dành cho mình thương. Dạ. Đồng chí Tấn, tôi đề nghị đồng chí xưng bằng anh nha. Vậy... không có mình nha, anh. Vậy anh bảo vệ đất nước, em bảo vệ em. Em bảo vệ anh. Vậy với lại em có một câu hỏi nữa là khi mà nếu mà hai đứa cưới nhau á, nếu mà được thì hai đứa cưới nhau, nếu mà có một vấn đề mâu thuẫn xảy ra mà lỗi là do em, nhưng mà lúc đó thì kiểu như là em không nhận ra nên là em cần thời gian để bình tĩnh thì anh sẽ xử lý như thế nào? Như anh thì thường ở nhà những vấn đề như vậy thường anh sẽ im lặng. Dạ. Không nói, đợi khi nào qua chuyện rồi xong rồi mới nhắc nhẹ nhắc khéo xong. Dạ. Và dạ. Anh cũng muốn hỏi em là nếu như là mình đi lên với nhau thì liệu em có, tại vì anh cũng có từng trải qua một mối tình rồi và người ta cũng không có chịu được cái khoảng cách xa giữa người quân đội cũng như tính chất, thì không biết là mình có thể thông cảm cho anh được vấn đề đó hay không? Dạ được ạ. Tại vì nếu mà anh không có thời gian xuống thăm em thì em có thể lên thăm anh. Cái thứ hai là nếu như mình có thể tiến với nhau thì khoảng mất thời gian bao lâu thì mình có thể đi tới hôn nhân được? Mẹ em cũng hối lắm mà. Mẹ kêu là trong vòng 2-3 năm nữa không cưới thì mẹ cũng đuổi à. Cảm ơn. Dạ. Rồi hai đi. Hai con quan niệm thế nào về chuyện hôn nhân gia đình, trao đổi với nhau cho nghe đi. Dạ. Anh thì anh nói trước đi. Dạ. Đối với anh thì quan điểm về hôn nhân gia đình thì đối với anh thì nhà là nơi bình yên. Dạ. Để mình trở về sau những ngày công tác mệt mỏi cũng như công việc mệt mỏi đó là nơi bình yên mình trở về để là tiếp thêm năng lượng cũng như là làm thăng hoa cuộc sống này hơn. Dạ. Đối với em thì là gia đình, hôn nhân là nơi để chia sẻ thông cảm cũng như là những khi mình gặp khó khăn thì còn có người ở bên cạnh động viên cũng như là chia sẻ những khó khăn. Dạ. Dạ. Rồi có chuyện ghen tuông thế nào, trao đổi luôn đi, ai ghen sao, có ghen hay không?
Em, dạ em thì người khá ghen. Nhưng mà ghen thì em không có nói ra mà kiểu im lặng thôi à. Mỗi lần mà em im lặng xong rồi, khi mà em thấy đủ để thời gian để suy nghĩ thì em sẽ tự nói, tự làm hòa. Có anh cùng người cũng ghen nhiều lắm. Nghe là anh ghen, lúc đó là anh dễ xử lý cái người làm anh ghen. Trời anh Tấn. Số anh ghen Tấn dễ gì ta? Anh Tấn. Ghen là coi như là con chịu đựng, con âm thầm chịu đựng tới chừng dạ. Đó, thấy chịu hết nổi cái con làm hòa. Dạ đúng rồi. Trời, phụ nữ ghen dễ thương dữ vậy ta. Nhưng mà thực ra cái môi trường của hai đứa không biết ghen sao nữa. Đây là toàn các đồng chí trong gọi là trong quân đội, toàn con trai thì cũng không ghen được, bên đây toàn con nít thì ghen cái gì. Đúng không? Đúng rồi, dạ. Lâu lâu mới gặp nhau một lần nữa. Thì bởi vậy nhưng mà thực ra là cái vấn đề mà yêu xa đó là cái dạ. Vấn đề ghen nó tương đối là nhạy cảm và tương đối là quan trọng đó nha hai đứa. Dạ. Nói vậy chứ không phải vậy đâu. Dạ. Mình phải xác định, mình phải khi mà yêu rồi là phải tin con người là người yêu của mình, chứ còn không á là đã xa mặt nhau rồi là dễ suy diễn lắm. Dạ. Từ suy nghĩ chuyển qua suy diễn xong bắt đầu là ghen tuông là rất là mệt mỏi đó nha hai đứa. Bây giờ tụi con hẹn hò sao mình chia sẻ với nhau đi. Tuần hẹn mấy lần hay tháng mấy lần gì đó. Thời gian dành cho nhau là sao? Trong đơn vị anh thì có khi nào thì có thời gian rảnh? Đơn vị anh thì một tuần anh sẽ được mình một ngày. À. Nên là khoảng vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thì đó cuối tuần. Nên là nếu mình có thể đến với nhau được thì anh sẽ dành thời gian đó cho em. Yeah. Tại vì hiện tại mình vẫn được nghỉ nhưng mà anh chưa nghỉ yêu nên là ở lại công tác cống hiến cho đơn vị. À dạ. Dạ. Thôi quan điểm về con cái thì sao? Kinh tế gia đình ai giữ? Trao đổi luôn đi. Con cái thì em muốn hai con, một trai một gái thôi à. À anh à. Anh thì trai gái gì cũng được. Dạ em tới đây thì con có bài hát gửi tặng anh. Con tặng anh đi. À anh ơi. Anh ơi sang nhà em chơi, ba má em đi rồi. Bao lâu ta chưa gặp nhau, em thấy nhớ anh điên đầu. Vậy thì hãy qua nhà em nhé, mình cùng trò chơi. Dạ, em quên lời. Dạ, em quên lời. Cô ơi, bà nữ hát hay quá. Mà cái nữa con cũng đam mê âm nhạc, con thích lắm. Mà con cái là con hát không có hay. Con cứ hát, con hát hay không bằng hay hát. Cái con thích hay hát, con hát thích hát lắm. Nên thấy có nhạc cái là nói trong người nó lên. Con xin phép cô gửi bạn nữ một bài hát ạ. Đúng rồi, tặng đi con. Đứng lên nắm tay bạn gái. Đúng rồi, phải mạnh dạn lên con. Đúng rồi, đó. Dạ. Sau đây anh xin gửi em một bài hát. Dạ anh rung quá vậy. Anh nói rồi, em hát gái mà gặp con gái là dùng lắm. Dạ. Có người yêu chưa? Sao mỗi lúc tan ca chẳng thấy ai đón đưa? Phải chăng là chưa tìm được người giống như em muốn chọn được? Người ngọt ngào tựa cơn mưa, yêu thương trọn vẹn. Không hát hay tâm sự gì trời. Mãi yêu nhau sẽ chẳng bao giờ đổi rời. Kiếm tìm lâu nay tình yêu giấu chôn trong giấc mơ say. Có đâu nào hay, ngoài kia đâu có ai sống như vậy. Dạ. Hay đúng là hát cho nhau nghe nè. Chính xác luôn. Có hai đứa nghe thôi, không ai nghe một cái gì luôn. Tôi đứng kế ra tôi cũng không nghe luôn. Ráng con nghe lắm luôn. Giờ Tấn nói gì với con hiểu không? Cái đó là thay lời muốn nói đó. Dạ. Hiểu không? Dạ hiểu. Nhưng mà Tấn hát con nghe không? Dạ nghe. Bài gì vậy? Nghe mà hơi run run xong cái đoạn khúc nghe khúc không. Trời ơi. Nhưng mà kết bệnh lại. Bên mà nghe khúc không. À, tại vì anh run quá, em cầm run rồi tay run. Run quá Tấn hả? Nhưng mà nè, kết luận lại là con nghe cái điều mà Tấn muốn nói với con là điều gì ở trong cái bài hát đó? Kiểu tin tưởng, quan tâm anh. Là anh hứa anh tin tưởng quan tâm con đúng không? Anh sẽ tin tưởng con và quan tâm con đúng không? Như đó là đủ rồi.
Trời đổ mồ hôi trần mọi người. Hát con chút mà rung quá con hả? Con nhìn con đã rung rồi bác. Nhìn đã rung rồi. Rung nữa. Bây giờ theo con á là cô thấy theo con là bây giờ nếu như mà cái nút mà nó trồi ra cái là con có bấm, con bấm liền không? Liền con. Bấm không cần đếm gì đúng không? Không cần đếm con bấm luôn rồi. Đó, còn con sao nè? Dạ. Thôi để tôi với ông là thôi vô lãnh lương thôi rồi đi về thôi. Chứ giờ con thấy trong lòng mình sao, tới tim mình sao rồi ta? Đập liên tục luôn. Liên tục luôn. Có bao giờ con hồi hộp như vậy chưa? Chưa. Con bây giờ con có quân số mà con gọi là làm chỉ huy đó bao nhiêu rồi? Dạ con 30 người. 30 luôn hả? Dạ. Có bao giờ con rung trước 30 người đó không? Dạ không. Không hả? Vậy mà rung trước một con người một nhỏ người, bé này hả? Một người. Đó. Thì là được rồi đó ha. Thôi bây giờ thôi mình để tay nút bấm đi. Dạ. Chuẩn bị. Ai cảm giác mình phải bấm là bấm liền cũng được. Đó. Không còn cần đếm luôn. Đây đây con. Thì đây chờ sau 3 tiếng đây, đếm. Bên đây bên đây. Đó, thích bấm thì cứ bấm nha. Đó. Cả hai đứa thích là bấm thôi, không cần gì hết. À. Hãy lắng nghe con tim của mình. Hãy lắng nghe câu chuyện tình yêu của hai đứa. Và hãy lắng nghe xem nửa mảnh ghép của chúng ta có hòa quyện cùng với nhau hay không. Và sau 3 tiếng đếm, nếu đúng có những điều đó, chúng ta đừng ngần ngại bấm 1, 2, 3. Trời ơi, nó bấm mà muốn xúc 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 người ta luôn vậy đó. Trời ơi, chúc mừng. Hợp lý ghê nha. Linh xúc cái nút luôn á, bấm xúc cái nút. Hợp lý quá ha, hai đứa cưng ghê luôn nha. Trời ơi, thì cái gia đình mà thấy cảnh này hạnh phúc lắm luôn á. Mẹ ngồi dưới mẹ đỏ mặt luôn kìa. Hai đứa nó tìm được cái sự rung động đồng điệu với nhau rồi. Bây giờ Tấn hôm nay xin phép có mẹ đây rồi có mẹ bạn gái này nữa, xin phép gia đình hai họ cho tụi con chính thức hẹn hò với nhau. Tụi con hứa với hai gia đình là sẽ làm điều gì đó. Ba mẹ của con cũng như ba mẹ của bạn Trâm là con xin phép hai gia đình mình là hôm nay con sẽ phép được chính thức hẹn hò với bạn Trâm. Thì con cũng không phải người giỏi ăn nói cũng, nên là con có một câu nói rất hay, đó là lời từ trái tim thì nó sẽ đến trái tim. Nên là con nghĩ con cái điều đó không cần phải nói nhiều lời ham mỹ. Mẹ nghe không mẹ? Tử không nghe dịch lại cho mà nghe rồi ha. Rồi giờ tới con đó, con nói với mẹ của Tấn đi. Dạ, lại mẹ của mình nữa. Dạ con chào cô. Dạ con chào cô. Dạ con mong là nếu mà có được thì con sẽ được cô chỉ dạy thêm. Tại vì con cũng còn nhỏ, với lại mỗi thứ con chỉ biết chút thôi. Con cũng không quá giỏi giang. Con mong cô sẽ bỏ qua. Dạ. Trời ơi cưng, trời quá. Ơi, cưng quá. Còn nhỏ quá mà. Hai bà mẹ đứng giao lưu gặp nhau cái đi. Trời đất ơi, kinh hình đất. Bên đây có hai bà mẹ đi à. Cầm video đi đằng trai. Đằng trai cầm video nói một vài câu với đằng đây, gái đây, cái nào. Đây, đó, hai bà mẹ đó. Đứng ngay thảm đỏ luôn. Đưa cái video cho cô đi luôn đi. Chị cứ... Rồi, hai bà xui tương lai nào. Chào chị. Chị cứ yên tâm đi. Nếu mà bạn ấy có duyên với con em thì em sẽ yêu bạn ấy như con gái của mình. Vì em chỉ có một mình cháu Tấn là con thôi. Tại vì cháu còn nhỏ dại mà cũng chưa có đi học, mà cũng chưa có rành rẽ gì mấy. Nhờ có hai đứa có duyên thì nhờ chị chỉ dạy giùm nhiều hơn. Yeah. Hai người ôm nhau. Hai ôm nhau cái đi mà. Ôm cái trời đất ơi. Hai bà xui cũng còn trẻ quá trời của đất luôn ha. Hai bà xui trẻ quá. Rồi thôi. Chúc hai con sẽ cố gắng tìm hiểu nhau. Yeah. Và sớm về chung một nhà trong một ngày sớm nhất nha. Yeah. Sao buông tay ra ôm kia rồi. Làm thủ tục đầu tiên đi Tấn. Rồi. Đồng chí Tấn, tôi đề nghị đồng chí hôn cô gái này cái hôn đầu tiên. Cái sự rung động nó xuất phát từ trái tim rất là rõ ràng giữa hai cha con luôn ha. Rồi chúc cho hai con hạnh phúc và thành công trong công việc.